số 13 Phố Minh Chương 2145, Giao Thủ 1. Neo tiến vào hang động, cốc hướng phía dưới của hang động, nhưng rất sâu, bên trong một màu đen kịch. Thỉnh thoảng còn sẽ có gió thổi ra từ bên trong, điều này có nghĩa ở phía dưới không chỉ có một lối vào, nếu như xem nó như một cái lồng giam, vậy thì cái lồng giam này thật đúng là thủng trăm nghìn lỗ. Sau khi cẩn thận đi vào bên trong thêm một đoạn, Neo dừng bước lại, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Bên trong hai con mắt của hắn xuất hiện một vần sáng màu xanh lục, giống như là một con con dơi. Dưới chân vốn là một tổ kiến, kích cỡ của con kiến ở nơi này lớn hơn so với thế giới bên ngoài, cho nên tổ kiến của bọn chúng giống như một ly kem to cỡ đầu người. So sánh với nền đá trắng chắc ở xung quanh, nó chắc chắn mềm xốp hơn, còn hơi ẩm ướt, cho nên sau khi đạp chân xuống, để lại một vết ủng. Neo ngồi sổng xuống, cẩn thận quan sát đến vết ủng trên đất, sau đó hắn cười cũng chiến của trật tự kỵ sĩ đoàn. Đưa tay, nhẹ nhàng chọc chọc, còn một chút mềm mại, nói rõ là vừa dẫm xuống gần đây. Nếu như đơn giản hóa việc này, không cân nhắc đến thành việc thành viên của kỵ sĩ đoàn lẫn trốn hoặc là chấp hành nhiệm vụ đặc thù đến nơi đây đi tản bộ, cũng không cân nhắc đến những kẻ yêu thích kỵ sĩ đoàn nên cố ý mô phỏng theo trang phục của kỵ sĩ đoàn để cố ý đến đây tản bộ. Như vậy, thành viên duy nhất gần đây của kỵ sĩ đoàn sẽ đến thế giới lòng đất, chính là đoàn trưởng Giang hắn để chúng ta đến đây giết người kết quả trước đó không lâu thì hắn còn tự mình đến đây ai neo thở dài thật ra trước đó hắn và karen đều biết mục tiêu cần giết lần này sẽ không đơn giản như vậy thân phận sẽ tương đối đặc thù xem xét tình hình trước mắt có lẽ thân phận của đối phương còn phức tạp hơn so với bên mình suy nghĩ cho nên thân phận của người phản giáo vẫn không nên biết đến quá nhiều xem như một nhiệm vụ xử quyết bình thường mà tiến hành mà sau khi nhiệm vụ kết thúc phía bên mình cũng nhất định phải giữ bí mật cố hết sức để sự kiện này kết thúc trong im ắng không thể có gợn sóng bà ta có quan hệ tương đối phức tạp với một số người trong cao tầng đây là một nhiệm vụ cực kỳ mẫn cảm tất cả mọi người đều đã được cho kẹo để bịt miệng neo không khỏi nghĩ đến kevin phần lớn bí mật bên phía karen đều công khai với neo cho nên neo biết kevin đã từng là bao tay trắng của thần trật tự bây giờ nhìn thế nào thì nhóm người mình cũng giống như bao tay trắng của đoàn trưởng giang làm bao tay trắng phải có tự giác làm bao tay trắng phải làm cho chuyện sạch sẽ nếu không thì cái bao tay bị bẩn cũng rất dễ bị vứt bỏ nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ cả người neo hóa thành một đám dơi bay xuống phía dưới đã không còn cẩn thận từng ly từng tí giống như trước mà là di chuyển như bình thường nếu đoàn trưởng đang đã từng tới nơi này như vậy đoạn này cũng nên không có gì cái nguy hiểm khác quả nhiên sau khi bay được một lúc neo rốt cục đi tới một hang động đá vôi bởi vì vách đá cho nên nơi này tầm nhìn còn rất rộng nhưng cũng đúng lúc này một vũng nước phía trước bỗng nhiên phản chiếu ánh sáng quỷ dị rất nhanh vũng nước dựng đứng lên giống như là một tấm gương gợn sóng trên bề mặt quả tim màu đỏ to lớn nằm sau trong hang động đá vôi vào lúc này hơi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút từ trong trái tim dần dần lộ ra một người phụ nữ da thịt phía sau của người phụ nữ hoàn toàn dính vào trên quả tim Đại Pháp Sư Vong Linh Morindi ánh mắt yên tĩnh, tự nhủ. Đã đến rồi sao, Karen? Morindi nâng tay trái lên, từ từ nắm thành đấm. Từ trong mặt kính trước mặt Neo xuất hiện một vòng xoáy màu đen, khí tức Vong Linh đang nhanh chóng ngưng tụ. Theo lý thuyết, đần độn đứng yên tại chỗ đợi thuật pháp trước mắt triệu hoán Vong Linh thi triển thành công cũng không phải là phong cách của Neo, nhưng khóe mắt của Neo đã để ý đến vị trí hai bên mặt kính. Nơi đó, có hai thứ đồ đang che giấu khí tức của bản thân, đang chờ đợi mình bước đến gián đoạn thuật pháp rồi sẽ đánh lén mình. Chưa kể thuật pháp trước mặt mình này rõ ràng là cố gắng hạ thấp tốc độ thi triển, một khi mình có ý đồ ra tay trước, như vậy cái thuật pháp vốn cần một phút đồng hồ mới thi triển xong kia, nói không chừng ngay lập tức sẽ hoàn thành trong vòng 3 giây. Vị phản giáo này, cực kỳ thông dong nhĩ, bà ta căn bản cũng không có sợ nguy cơ sinh tử, giống như là muốn từ từ chơi đùa những người đến để xử quyết. Nèo thử lui về phía sau một bước, quả nhiên, thuật pháp tăng tốc ngưng tụ. Ta đi cũng không được. Tự tin như thế sao? Ông! Thuật pháp ngưng tụ thành công, mặt kính màu đen giống như là được dùng mực nước phủ lên, từ bên trong có một người bước tới, trên thân người này tỏa ra khí tức vong linh nồng đậm, nhưng hình tượng của hắn lại cực kỳ tươi sáng. Cái người này là... Vết đần. Người cầm roi đòn roi kỷ luật. Nèo đương nhiên tin tưởng vết đần đã chết rồi, càng không có khả năng đã chết rồi còn bị đối phương triệu hồi ra. Cho nên, hoặc là đối phương đang dùng loại phương thức này để cố ý nhục nhã mình, hoặc là đối phương rất quen thuộc với vết đần, ít nhất đã từng rất quen thuộc. Bởi vì vết đần trước mắt, rõ ràng trẻ tuổi hơn hình ảnh người tầm roi hay xuất hiện trên tuần báo trật tự không ít. Nèo miếng môi, nhiệm vụ thăm dò của hắn vào lúc này thật ra vẫn chưa hoàn thành, bởi vì còn không tiếp xúc thực tế, Nhiệm vụ của mình chính là thăm dò cấp bậc thực lực của đối phương một chút, trên điều kiện tiên quyết là trận pháp giam cầm bị đối phương thẩm thấu ngược và khống chế, nếu như thực lực của đối phương cao đến mức bất bình thường. Vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao cũng không có lý do nhất định phải để tất cả mọi người bỏ mạng ở nơi này, chuyện này cực kỳ không đáng. Mà nếu như thực lực của đối phương ở trong phạm vi có thể tiếp cận mà nói, có thể giải quyết rơi thì giải quyết cho xong đi dù là vì thế mà phải trả giá neo hành động hắn không có vọt thẳng về phía vết đần mà là lựa chọn đi vòng vết đần đứng lại tại chỗ không hề cử động nhưng dưới chân vết đần xuất hiện một vết nứt chỉ nghe một tiếng răng rắc vết trạng nhanh chóng phóng đại bao phủ một khu vực lớn dưới chân của neo cũng xuất hiện vết trạng sự trói buộc vô hình bắt đầu vây nhốt neo đây quả thực là một thuật pháp giam cầm không thể tưởng tượng từ trước đến giờ Neo còn chưa hề thấy người khác sử dụng thuật pháp này trong hiện thực. Thân hình Neo bị giam cầm, hai bên người, xuất hiện hai người thằng lằn, toàn thân người thằng lằn bao phủ bởi phù văn, đã sớm chết đi rồi bị luyện chế thành con rối. Hai người thằng lằn cầm trong tay một thanh đao, đâm về phía Neo. Hai tay Neo nhanh chóng vung lên, đẩy hai thanh đao này ra, sức mạnh của người thằng lằn để bọn chúng đâm đao vào trên ngực lẫn nhau. Cái này nhìn thì giống như một pha mượn lực đã lực vô cùng hoa mỹ, nhưng nương khi hai lưỡi đao đâm vào ngực nhau, hai người thằng lằn hé miệng, phát ra tiếng gào thét, cơ thể lập tức nhanh chóng hóa đá, một trận pháp giam cầm cỡ nhỏ kiên cố đã trực tiếp nhốt neo ở bên trong. Neo bây giờ giống như đã bị hai bức tượng đá vây quanh. Nếu như đổi lại những người khác, lúc này đã xem như là bị bắt sống. Nhưng cơ thể của neo vào lúc này lại trở nên vặn vẹo, hắn biến thành một làn khói đen, hai con thằng lằn đã hóa đá bỗng nhiên đụng vào nhau, làm khói đen tán đi nhưng bên trong khói đen vừa tán đi lại xuất hiện một làn sương máu, sương máu sau khi nhanh chóng thoát ra, lại ngưng tụ ra cơ thể neo một lần nữa. Đây là lợi dụng lỗ hổng duy nhất của trận pháp phong tỏa này để trốn thoát trong thời gian ngắn, bọn chúng dù sao cũng không phải người sống mà là con rối, sẽ chỉ tuân theo logic mà vận hành, sẽ không có khả năng tùy ý ứng biến như người bình thường. Nhưng bên này neo vừa mới ngưng tụ ra thân hình, còn chưa kịp thở một hơi, một hơi thở lạnh lẽo đã xuất hiện ở phía sau hắn là vết đần. Neo lập tức quay người, nhưng ngược lại bị một bàn tay xuyên thủng, mà lại là hai cánh tay đồng loạt xuyên thủng, trong đó một cái tay còn nắm chặt trái tim của Neo. ầm, uhm. không chút do dự bóp nát, nổ tung một đống lông vũ. Trong tay vết đần nắm chặt, biến thành một con búp bê đáng yêu. Mà Neo thật sự thì một tay chống đất xuất hiện ở đằng xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong những đợt giao đấu liên tiếp khi nãy hành động của hắn đã không có tì vết nhưng cho dù vậy vẫn như đang xiết thăng bằng trên giấy bị đối phương áp chế xếp sao vết đần giơ tay lên chỉ về hướng neo vết trạng vậy mà tràn ra từ ngón tay vết đần hướng về phía neo đi được nửa đường thì trực tiếp nổ tung tạo thành một lồng giam vết nứt neo hất tay trái lên một thanh dao găm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn nhưng hắn không có lựa chọn ứng đối khẩn cấp mà là cắm dao găm vào trên mặt đất trước mặt trong miệng ngâm sướng ra chú ngữ của huyết tộc. Lập tức, Neo rút con dao găm vừa mới cắm vào ra, máu tươi dân trào từ dưới mặt đất, nhanh chóng tạo thành một vũng máu dưới chân Neo. Vũng máu bắt đầu thẩm thấu, rất nhanh, toàn bộ những khe hở bên người Neo cũng bị lấp đầy. Bên trong đôi mắt của Neo dần hiện ra màu đỏ tươi, hai tay nắm lại, ở phía sau hắn, xuất hiện một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Neo hé miệng, mặt quỷ cũng hé miệng, phát ra tiếng kêu to máu đã thẩm thấu trong cái khe máu tươi bắt đầu nhanh chóng sôi trào ngược dòng xung kích hướng vết đần vết đần không có lui bước lấy hắn làm tâm điểm bốn phía xung quanh tạo thành một vùng hư vô hấp thu toàn bộ khe hở và máu tươi đây quả thực là phương thức giao chiến không thể tưởng tượng tiếp theo một màn càng không thể tưởng tượng hơn đã xuất hiện bên trong mặt quỷ máu phía sau neo vậy mà cũng xuất hiện một vùng hư vô vết đần đi ra từ bên trong ngẩng đầu ầm uhm trong chốc lát, mặt quỷ nổ nát vụn. Phép đần đạp một cái về phía neo, một cái tay khác của neo lật một cái, một thanh dao găm màu xanh lam cỏ sát tạo ra tiếng chói tai, đâm về phía lòng bàn chân của phép đần. Đây là một thanh dao găm do Pamirec giáo sản xuất, có được năng lực tạo nên gợn sóng không gian. Trên người neo có được những món đồ chơi này, thật sự cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nên biết rằng hắn còn có dư thời gian để giúp Karen thu thập vũ khí có thể dùng vậy thì trên người hắn sao có thể thiếu vũ khí. Nhưng mà, khi thanh dao găm này đâm tới, lại giống như là đè vào trên một tấm ngăn vô hình. Một đạp này của vết đần, không phải công kích, mà là một trận pháp phong ấn. Ông Trong khoảnh khắc, lấy đế giày vết đần làm mặt cắt ngang, một mặt phẳng nhanh chóng cháy lên ngọn lửa trật tự rồi phóng đại, sau đó sức mạnh đáng sợ cực kỳ khổng lồ đè lên, cả người neo bị đặt ở phía dưới. Kết một tiếng, bị ép xuống mặt đất. Kẹt kẹt kẹt. Trên mặt đất ở bên cạnh, máu tươi tràn ra, ngưng tụ ra thân hình của Neo một lần nữa, nhưng sắc mặt của hắn đã vô cùng nhợt nhạt. Hít hà. Đây là một bí pháp huyết tộc, là Neo học được từ lão già kia, nhưng huyết thống dị ma khát máu của mình bây giờ còn chưa tới cấp độ có thể thi triển nó thông dong, lần này cũng là vì mạng sống, cái giá để có thể sống sót là bị thương nặng. Sức mạnh huyết tộc trong cơ thể bởi vì việc sử dụng bí pháp này mà uể oải, Tiếp đó thì năng lực phục hồi của cơ thể cũng bị hạ xuống đến mức thấp nhất. A. À, Neo dùng sức vuốt trán của mình, lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Nhưng mà, Vết Đần chợt đứng ở đó, bất động. Cái này khiến Neo cố ý làm ra động tác này bỗng có chút lúng túng, bởi vì hắn chờ đợi khi Vết Đần tới gần tấn công lần nữa thì dùng thuật pháp tiến hành ngăn cách, cưỡng ép cắt đứt sự liên hệ giữa Vết Đần và người điều khiển hắn, đây là phương thức phá vỡ cục diện hiệu quả nhất hiện tại. Dù sao thì thuật pháp ánh sáng và thuật pháp phong linh xem như hai loại đối lập nhau. Khi giao đấu lúc nãy, Neo vẫn luôn không sử dụng sức mạnh ánh sáng mạnh nhất của mình, cố ý chờ đợi thời khắc mấu chốt. Nhưng đối diện, nhưng lại không cho cơ hội. Huyết thống dị ma khát máu. Ở trên trái tim, Morindi khẽ nhíu mày, bộ xương khô kia cũng không có nói cho bà ta biết, cái tên Karen kia lại còn có được huyết thống dị ma khát máu. Là Karen sao? mặc dù không nói cho mình cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ không có nhưng lúc bộ xương nói với mình về cái người trẻ tuổi karen kia thường xuyên sẽ sử dụng cái từ ngữ thuần túy này morindy tin tưởng năng lực thu thập tình báo của bộ xương kia cho nên cái người này có khả năng cũng không phải là karen hay người đến giết mình rồi sao không phải phái karen mà là những người khác morindy giơ tay lên trước hết dừng lại bên trong hang động đá vôi chìm vào trạng thái yên tĩnh vô cùng quỷ dị neo càng không ngừng nhìn khắp bốn phía hắn đang tìm vị trí thực sự của cái người phản giáo kia về phần vết đần trước mắt ngược lại không phải đối tượng mà hắn tập trung chú ý nhưng mà có một chút nhất định phải khẳng định là người cầm roi lúc tuổi còn trẻ thì đã mạnh như vậy sao cái này cũng không biết nên hình dung thành con rối hay vẫn là vật vong linh được triệu hồi nhất định là lúc đầu khi hình thành người cầm roi còn cố ý đưa thêm dấu ấn tinh thần, chẳng khác gì là ghi lại thuật pháp và phương thức chiến đấu của mình. Sự thật cũng đúng là như thế, năm đó Morindi và Vét là cùng một bọn, bọn hắn từ rất sớm đã đi theo nót tân khi đó còn không phải đại tế tự. Thân là Pháp Sư Vong Linh, lúc Morindi dự định bồi dưỡng mấy cái vật Vong Linh đặc biệt để triệu hồi, đồng đội tất nhiên cũng sẵn sàng hỗ trợ. Lúc trước không khí giữa mọi người cực kỳ tốt, đồng đội thậm chí xem vật vong linh mà mình triệu hồi ra như người mẫu để ký gửi dấu ấn tinh thần vào không chỉ nhấn mạnh chi tiết trên thói quen và thuật pháp sử dụng còn có yêu cầu rất cao đối với hình tượng và trang phục đó cũng là những năm tháng mà morini vô cùng hoài niệm nếu như không phải do bà ta thấy rõ mục đích thật sự của đại tế tự bà ta cũng không cần bị cầm tù ở chỗ này mấy chục năm không chỉ bỏ qua thời kỳ tốt nhất để phát triển thực lực của mình cũng bỏ qua thời cơ phát triển sự nghiệp vết đần thành người cầm roi đang thành đoàn trưởng nếu như bà ta vẫn còn trong đội ngũ cũ bà ta bây giờ hẳn là cũng có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu hoặc đứng thứ hai của một hệ thống nào đó lấy mặt nạ của ngươi xuống giọng của một người phụ nữ truyền đến nêu rõ ràng chắc hẳn là vị phản giáo kia ta không biết ngài đang nói cái gì ta chỉ là một kẻ yêu thích thám hiểm thích vào trong các hang động tìm tòi bí mật tuyên dương chủ nghĩa bảo vệ môi trường Neo vừa có ý đồ căn cứ theo âm thanh để tìm kiếm vị trí của người phản giáo vừa mở miệng nói những lời mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy là nhảm nhí. Nhưng vào lúc này, bốn phía xung quanh Neo lại xuất hiện năm mặt kính màu đen, bọn chúng dựng đứng ở nơi đó, bên trong mỗi cái có một bóng người. Wow! Neo biết, mình nên trốn rồi. Nếu như bên trong năm tấm kính này, đều có một vật triệu hồi ngang cấp với vết đần bước ra, vậy cái nhiệm vụ này cũng không cần phải làm nữa. Không phải nói là không có cơ hội, mà là nếu như cứng rắn muốn liều cơ hội này mà nói, số người tới đây lần này có thể có mấy người có thể còn sống rời đi, thật sự phải đặt một cái dấu chấm hỏi lớn. Không có lời, quá lỗ vốn, không làm, tình nguyện trở về bị đang rống giận gào thét, lấy mặt nạ của ngươi xuống, giọng của người phụ nữ lại truyền đến lần nữa, neo mở miệng hô, vậy thì ít nhất ngài phải để cho ta thấy ngài một chút, như ngươi mong muốn một quả tim màu đỏ di chuyển ra, Morindi đang đứng ở phía trên. Neo lập tức mở to hai mắt, giờ khắc này trong lòng hắn lập tức bắt đầu tính toán tỷ lệ thành công khi mình dùng sức mạnh ánh sáng để tiến hành đánh lén. Nhưng đợi đến khi hắn cảm giác được nguồn sức mạnh kinh khủng bao hàm bên trong quả tim to lớn kia, hắn lập tức từ bỏ quyết định này. Trái tim vốn phải đại diện cho sự sống, bên trong lại chứa đựng khí tức vong linh vô cùng nồng nặc, cho dù vận may của mình có tốt đến nỗi bất thường mà có thể đánh lén giết được bà ta vậy thì ngay sau đó kết cục chờ đợi mình cũng là bị nguồn sức mạnh vong linh kia nổ chết ca này không dễ chơi morin đi nhìn xem neo nói đến lượt ngươi tại sao ngài biết ta đeo mặt nạ neo hỏi lúc ngươi vừa mới sử dụng bí pháp dị ma khát máu kia để bỏ chạy ta nhìn thấy đây là sơ hở của ngươi nếu như ngươi muốn tiếp tục che giấu tung tích Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Neo đưa tay, lột da mặt của mình xuống, lộ ra một gương mặt đỏ máu. đi khẽ nhíu mày, ngươi dùng da mặt của mình làm mặt nạ. Neo trả lời, đúng vậy, bởi vì có một lần ta sắp lạc lối, dùng loại phương thức này đến kiên định tín ngưỡng trật tự của mình. đi thở dài, sau khi để lộ mặt nạ, lộ ra gương mặt, có thể trực tiếp xác định từ trên tuổi tác, không phải người trẻ tuổi ưu tú trong giáo mà bộ xương kia xem trọng. Lập tức, Morindi mở miệng nói, được rồi, ngươi có thể đi. Ta có thể đi rồi. Nếu có chút không đưa tin, hắn còn muốn tính cách làm sao để trốn đây, kết quả đối phương vậy mà rộng lượng đến thế, muốn thả mình đi. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, người có được huyết thống dị ma khát máu trong thần giáo vốn cũng không nhiều, có thể để cho huyết thống dị ma khát máu tăng lên tới cấp độ này mà vẫn còn không lạc lối, đã ít lại càng ít, lúc trước ta chỉ gặp được một người, ngươi là người thứ hai nhân tài giống như ngươi ta không nguyện ý giết chết vậy cũng quá đáng tiếc a à, đây là lời mà kẻ phản giáo nói ra sao neo cảm thấy thế giới này có chút quá hoang đường và kỳ lạ nhưng mà nếu người ta muốn thả mình đi vậy mình vẫn nên đi thôi sau khi trở về thì nói cho karen nhiệm vụ này bỏ qua morin đi nhìn xem neo đang muốn rời đi đột nhiên hỏi ngươi tên là gì ta muốn biết ngươi có phải là học trò của người kia hay không cái người kia từng là bạn tốt với ta neo thầm nghĩ vậy ngươi chắc chắn sẽ thất vọng huyết thống của ta có được là nhờ vợ ta ngay sau đó neo rất lễ phép mà trả lời thưa ngài ta tên là karen con người có đôi khi sẽ không nhịn được mà nghịch ngợm một chút đã không phải có lợi ích trực tiếp gì lại yêu cầu ngươi để lại họ tên vậy để lại cho người khác đi mà cái người này lại phải là người mà trong lòng ngươi để ý đến nhất trong tình huống giống nhau neo cảm thấy karen cũng sẽ để lại một câu nói ta tên là neo giống như là trên một con phố điểm tâm nào đó của thành phố york cái tên vang dội nhất ở nơi đó đương nhiên là thuộc về thiếu gia esen chưa nói đến việc có liên quan đến lợi ích hay không càng không dính líu đến âm mưu gì tất cả đều bắt nguồn từ một suy nghĩ bỗng nhiên lóe lên ở trong đầu nhưng chính là cái ý nghĩa lóe lên này lóe ra vấn đề xét đến cùng bởi vì tin tức thiếu thốn nghiêm trọng Đeo cũng không biết tính bẩn cảm của cái tên Karen ở chỗ này. Tương ứng, tất cả mọi thứ mà bộ xương khô kia đã suy tính từ trước, cố ý đào một cái hố ở chỗ này, đưa Karen đến nơi này để Morin đi chặn giết, cũng không ngờ tới sẽ có một người của trật tự thần giáo chạy tới nơi này hô lên một câu. Ta tên là Karen. Nếu như bộ xương biết tình huống lúc này, nói không chừng cũng sẽ vẽ ra một nguồn máu, sau đó lại xem xét kỹ lại một lần nữa nguyên nhân mà mỗi lần mình tính toán Karen đều sẽ xuất hiện sai lầm. Trước mắt thì sau khi nghe được cái tên này, cho dù là có bao nhiêu yếu tố hoài nghi thì Morindi cũng không thể lại để cho Neo rời đi. Bà ta giơ tay lên, vết đần ngăn cản đường Neo đi, đôi mắt bên trong xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng, bốn phía, mạng nhện đồng dạng vết trạng vụt xuất hiện, phong tỏa phương hướng lối ra. Neo quay đầu nhìn về phía Morindi, lập tức ý thức được cái tên Karen này có vấn đề. Phép đần gian hai tay, một cái mạng nhện to lớn bắt đầu biến thành một khối hình thù ba chiều, áp lực kinh khủng bao phủ xuống, đây là vì chuẩn bị đối phó với thuật pháp tiếp theo Neo sẽ dùng. Trước đó, Neo đã dựa vào thân pháp của huyết tộc để liên tục tránh khỏi nguy hiểm. Đối với người cầm roi ở trước mặt này, Neo thật sự cảm thấy nhất cả răng, cho tới nay, trên cơ sở cấp bậc thực lực ngang nhau, mình thường thường đều là tiến hành áp chế phía kia, nhưng khi đối mặt vị người cầm roi này trong tình huống thực lực và khả năng hoạt động tự do cao hơn mình lại bị áp chế từ điểm này có thể nhìn ra được cái đoàn đội xoay quanh đại tế tự trước kia ưu tú đến mức độ nào thật ra thì dạng này vật triệu hồi vong linh này nếu như không phải tình cảm và sự tín nhiệm tích lũy đến mức độ nhất định người trong cuộc là không thể nào chủ động trợ giúp vị pháp sư vong linh kia hoàn thành việc chế tác ngoại trừ ký gửi thuật pháp ra đoán chừng còn phải thêm sức mạnh linh hồn, máu tươi vân vân, phải trả giá rất lớn. Chưa kể vật này một khi được chế tạo ra, đối với người trong cuộc lúc ấy mà nói, chẳng khác gì là đưa một phó bản của mình ra ngoài, nếu như ai muốn nghiên cứu mình để gây bất lợi cho chính mình, có thể cầm cái này để đi luyện tập. Ai cũng muốn giấu một lá bài tẩy của mình, ai cũng muốn để phương thức chiến đấu của mình là một bí ẩn, đây là cơ bản nhất của việc sinh tồn, Karen là do bị bộ xương nghiên cứu quá nhiều, dẫn đến trong hai lần giao đấu của hai bên, anh đều cực kỳ không thoải mái. Nhưng mà bởi vì Morindi bị giam giữ ở chỗ này mấy chục năm, cảnh giới và thực lực của đồng đội hiện tại chắc chắn đã tăng trưởng và khác biệt với lúc ấy, giá trị nghiên cứu và phân tích của loại phó bản này tự nhiên cũng đã bị hạ thấp xuống. Quan trọng nhất đó là, bọn họ cũng đã ngồi ở trên cao, cũng như vét đần, lần trước ở trên con đường phía ngoài thành phố La Giai đã từng dùng một vòi rồng để ngăn cản các thần quan trật tự khác truy đuổi theo sát thủ. Đây đã xem như là lần đầu tiên vét đần sử dụng thuật pháp công khai trong thời gian mấy năm gần đây. Nếu như bây giờ trật tự thần giáo còn cần người có cấp bậc như người cầm roi tự mình xung phong trên tuyến đầu, đó cũng có nghĩa rằng khoảng cách giữa trật tự thần giáo và sự hủy diệt cũng không còn xa. Neo từng hâm mộ Karen được Rasma hỗ trợ giảng dạy một buổi khi ở thành phố La Giai, bây giờ hắn ta cũng sắp nhận được đại ngộ tương tự. Khác nhau ở chỗ, hắn không có một người ông nội đang ngủ ở bên cạnh khiến cho Rasma không thể không cẩn thận che chở, cho nên buổi luyện tập dạy học này sẽ biến thành sự cố giảng dạy. Ngươi không thể đi ra ngoài. Morindi cực kỳ bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, từ trong quả tim to lớn bên dưới chân bà ta bắn ra một tia sáng màu đen, chiếu vào trên người vết đần, khí thế của vết đần rõ ràng đã được tăng lên. Sau một khắc, Bếp đần mở bàn tay ra, hình chiếu của một sợi ro da xuất hiện, mặc dù không nhúc nhích, nhưng bên tai lại bắt đầu không ngừng có tiếng giòn vang đang truyền đến, giống như là có một loại hoạt tính đặc biệt nào đó đang dẫn dắt tất cả những thứ có thuộc tính linh hồn. Sao ngài có thể nói mà không giữ lời chứ? Nêu dơ hai tay của mình lên, ra hiệu mình không muốn phát sinh xung đột một lần nữa, ta cảm thấy ở giữa chúng ta có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm, có cần phải làm sáng tỏ một chút, ví như vấn đề về họ tên. Thế nào, bây giờ ngươi lại không nhận mình là Karen nữa rồi sao? Ừm, ta không thừa nhận, ta dĩ nhiên không phải là Karen. Không có dựa theo kịch bản của vở bi kịch trên sân khấu của rạp hát mà trình diễn, Neo cũng không có ý định cứ vậy mà tiếp tục lấy cái tên Karen mà thay thế Karen chịu chết, hoàn thành phân đoạn khiến người khác cảm động này. Thế nhưng mà bây giờ cho dù ngươi có đổi sang một cái tên khác, ta cũng không có khả năng để ngươi rời khỏi, nơi này là nơi mà ta nghỉ ngơi, là nhà của ta, ngươi tự ý xông vào, ta có quyền tiến hành trừng phạt ngươi. Đây là đương nhiên, đây là quyền lực của ngài, nhưng điều mà ta muốn nói cho ngài đó là nếu như ngài có hận thù với người thật sự mang tên Karen này, hoặc là có mục đích khác nên muốn hắn chết, như vậy nếu như bây giờ ngài tiếp tục ra tay với ta hoặc là giam cầm ta ở nơi này. Ta chỉ có thể nói, ngài đã mất đi cơ hội để đối phó với Karen thật sự. Nèo nói đưa tay chỉ lên phía trên. Karen thật sự, đang chờ ở ngoài hang động, ta xuống đây là để dò đường, nếu ta không thể đi lên, hắn chắc chắn sẽ biết hệ số nguy hiểm của nơi này rất lớn, sẽ không xuống đây. Ý của ngươi là, ngươi sẽ giúp ta dẫn hắn xuống đây. Đúng vậy, không sai, nếu như ngài tin tưởng ta mà nói, bây giờ ta sẽ đi lên trên, lừa hắn ta xuống đây, đến lúc đó ngài sẽ có thể thoải mái hành hạ rồi giết hắn ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta là tên ngốc à? Đây là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Ngài không biết là ta đã sớm nhìn không vừa mắt cái tên Karen này, hắn luôn luôn biểu hiện rất thỏa đáng đối với bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì, càng như vậy, ta càng muốn xé rách hắn, ngài hiểu cảm giác này sao? Ta có thể cùng ngài đứng chung một chỗ, thật đấy, trước đó không lâu hắn còn giành lấy chức vị và văn phòng của ta, ta hận chết hắn. Ngươi chết, hắn sẽ xuống đây. Hắn sẽ không. Các ngươi là đồng đội. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ lợi ích không có tình nghĩa đồng đội, hắn vì sao lại buộc ta xuống đây để dò đường, đó là vì muốn tìm một lý do thích hợp để cho ta chết, xin ngài tin tưởng ta. Ta không tin. Ngài nên suy nghĩ về lòng người thêm một chút, ngài nhìn xem, ngài luôn luôn lương thiện như vậy, cho nên mới sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Ha ha. Morrin đi cười, nếu như ngươi không phải Karen mà nói, như vậy ngươi càng nói như thế thì càng chứng minh quan hệ của các ngươi rất tốt. Neo trong mắt morindy xuất hiện vẻ hồi ức chỉ có đồng đội thật sự mới có thể sinh ra cảm giác như vậy ngài nên nghe một vài lời của ta thưa ngài không cần nghe cảm giác được làm vậy có phải là đã quá chủ quan và thiếu trách nhiệm hay không cho ta một cơ hội ta đưa một ca ren thật sự đến cho ngài không cần trực giác nói cho ta ngươi chết ở chỗ này hắn nhất định sẽ xuống đây để tìm ngươi a à, Neo phát ra tiếng gầm lên giận dữ, hắn chịu không nổi người phụ nữ này nữa. Mà vét đần, vào lúc này cũng kéo gần khoảng cách với Neo, trực tiếp vung một roi về phía hắn. Tách! Vụt hụt, Neo phát ra gầm thét cũng chỉ là một cái ảo ảnh. Đột nhiên, Neo xuất hiện ở sau lưng Morindi, trước ngực bay ra một đóa hoa hồng màu đen, sau khi nổi bồng bềnh ở giữa Neo và Morindi, nó bắt đầu héo tàn, khí thế thanh tẩy dữ dội bỗng sôi sụp lên. Nhưng ngay trước khi nó hoàn toàn nổ tung, phía sau lưng Morindi đã nứt ra một vết rách, một cái tay nhô ra, bắt lấy đóa hoa hồng màu đen đã héo tàn được một nửa này, khí thế thanh tẩy của món dụng cụ thuật pháp này cũng bị trực tiếp bóp lấy. Một món thánh khí cực kỳ tinh xảo. Morindi phát ra một câu cảm khái. Mà neo đánh lén bị gián đoạn, có một loại cảm giác như khi ống dẫn tinh đang hoạt động bị vặn vẹo và xoắn lại. Cả người từ ý thức tới thân thể bắt đầu nhanh chóng run rẩy và hỗn loạn Vết đần bay tới morin đi nhìn lướt qua hắn lại đứng ở đằng xa mười mấy cái xúc tu tràn ra từ quả tim to lớn kia trói chặt neo lại xúc tu còn đâm vào cơ thể neo bắt đầu giam cầm linh hồn của hắn da mặt của neo bắt đầu run rẩy dùng âm thanh run rẩy khó khăn nói ta không muốn chết trong lòng neo thì bắt đầu hô nói thêm chút gì đi lại nói thêm vài câu đi dù sao ta đã bị ngươi khống chế, để mấy cái xúc tu này ghim sâu hơn vào, đến lúc đó ta sẽ dùng ngọn lửa ánh sáng để tiến hành phản công với mấy thứ vong linh này. Morindi không để Neo thất vọng, bà ta xoay người, nhìn Neo, nói. Thật ra, ta rất không muốn giết ngươi, ta không đành lòng giết chết bất cứ một tín đồ trật tự nào. Ngài không phải. Kẻ phản giáo. Sao? Morindi nghe được câu này, phát ra một tiếng thở dài, cho tới bây giờ bà ta đều không có phản bội trật tự thần giáo, bà ta chỉ phản bội mỗi đại tế tự. Bà ta không nguyện ý tiếp nhận thân phận của một kẻ phản giáo, bà ta cho rằng mình vẫn là người ủng hộ trật tự chân chính, bà ta tín ngưỡng thần trật tự, cũng cho rằng chỉ có thần trật tự trở về, mới có thể thật sự bảo đảm trật tự thần giáo tiếp tục tồn tại. Mất đi sự che chở của thần trật tự, trật tự thần giáo cho dù có hùng mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị chư thần chia cắt. Chỉ có điều những lời này, bà ta không muốn đi giảng giải rõ ràng cho cái người trước mắt này nghe, bà ta chỉ cảm khái mà nói. Giết chóc đơn thuần cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Sau khi neo nghe được câu này, trong đầu nghĩ tới, hả? Cái kẻ phản giáo như ngươi mà cũng có mục tiêu để truy cầu sao? Ngài nói đúng. Đơn thuần giết mấy tên thần quan. Đúng là không có tác dụng. Cho nên muốn thực hiện mục tiêu của ngài. Ta cảm thấy cần đi cân nhắc từ đại cục. Ha ha ha. Morindi bị chọc cho cười lên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Ta chỉ là muốn nói cho ngài. Ta sẽ không rơi vào trong kết cục giống như ngài. Morindi nhíu mày, hỏi, ồ. Sai lầm của ngài. Đó chính là đã quá ngây thơ. Bị cầm tù ở chỗ này. Lại có thể còn ý nghĩa gì? Có thể thay đổi được gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? ta muốn nói là đúng lúc này bốn phía bỗng nhiên truyền đến sóng rung động dữ dội của trận pháp trận pháp giam cầm bắt đầu khởi động morindy ngẩng đầu nhìn về phía phía trên là karen sao phát hiện ngươi xuống lâu như vậy mà không quay lên hắn bắt đầu thử khởi động trận pháp giam cầm của nơi này là đang đưa hắn bản vẽ trận pháp rồi nhỉ nhưng đang cũng không biết có người trợ giúp ta để cho ta đã sớm đảo ngược mà khống chế trận pháp này được thôi ta sẽ dẫn hắn xuống để hắn cảm thấy mình đã thành công. Neo bị trói trừng mắt nhìn, thật ra, việc ngươi có thể khống chế trận pháp cầm tù này thì người ở bên trên cũng đã biết, bởi vì trong đội ngũ còn có một con chó tà thần. Sau đó, từng sợi tơ màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở trong hang động, giao nhau lẫn nhau, phía trên mỗi sợi tơ đều ẩn chứa lực cắt cực mạnh. Morindi mở lòng bàn tay ra, một quả cầu máu tươi ngưng tụ trong lòng bàn tay, trung tâm trái tim ở phía dưới phóng ra một luồng khí tức vong linh đậm đặc sau khi Morindi dung hợp hai thứ, đợi đến khi bà ta ném quả cầu máu tươi kia ra, tạo thành một vũng nước màu đỏ sậm, từ bên trong này, dần dần hiện ra một người phụ nữ giống như đúc với Morindi. sợi tơ màu đỏ ở bốn phía giống như là lập tức tìm được mục tiêu, bắt đầu vây quanh người phụ nữ kia bắt đầu không ngừng cắt chém, cơ thể lần lượt bị cắt chém, lại một lần nữa đứng lên từ trong vũng nước. mà chuyện Morindi cần làm, đó là cách một hồi thì thêm một chút máu tươi vào trong vũng nước kia để người điều khiển trận pháp cảm giác được mình đã sử dụng trận pháp để tử hình người bị giam cầm. Morin đi phát ra tiếng cười, ha ha, thật ngốc. Neo thầm nghĩ, đúng vậy, thật ngốc. Tay trái vận chuyển khối Rubik, tay phải khống chế trận pháp, Karen rất dễ dàng khống chế trận pháp giam cầm để giải quyết mục tiêu. Sau đó, hắn rất bình tĩnh mở miệng nói. Trận pháp vận hành quá mức thuận lợi, đối phương là đang dẫn dụ chúng ta xuống dưới, trên khía cạnh này cũng nói rõ. Neo chắc là đã xảy ra chuyện. Alfred mở miệng hỏi, "Thiếu gia, tiếp theo ngài định làm gì?" Ánh mắt của Karen ngưng lại, nói, "Bán thôi." Alfred cố ý không có tiếp lời, bởi vì hắn hiểu rất rõ thiếu gia nhà mình. Karen thì tiếp tục nói, với kinh nghiệm và trí tuệ của Neo, không có cách nào trở về sau khi thăm dò xong mà đối phương còn có thể phía dưới chơi câu cá, chứng minh thực lực đối phương mạnh hơn quá nhiều so với dự đoán của chúng ta. Ventura nói, ta tin tưởng rằng bộ trưởng điều tra sẽ hiểu cho chúng ta. Philomen gật đầu. Kevin nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải một chút, cũng không sủa gì, quan hệ giữa nó và Neo cũng khá tốt, nếu như nó vẫn là Ranedo, vậy thì có lẽ sẽ không đứng nhìn một con dơ nhỏ tôn trọng mình nhất trong cả đám người này chịu chết, nhưng bây giờ nó cũng chỉ là một con chó. Một con chó, làm sao có quyền lên tiếng trong chuyện quan trọng chứ? Go go go! Kevin! Mọi người theo thói quen mà nhìn về phía con chó vàng trong đội, thấy vẻ mặt của Kevin xấu hổ. Lập tức, mọi người dời ánh mắt về phía trên người cô nờ vừa phát ra tiếng chó sủa. Karen nói, ngươi có thể đảm bảo rằng người đã tạo ra ngươi sẽ không giết tín đồ của trật tự. Cô nờ gật đầu, mở miệng nói, bà ấy, đối với trật tự, đối với những thứ kia, cực kỳ, cực kỳ tốt. Thành kính. Karen hỏi. Từng, cùng với những cái kia, địa huyệt thần giáo, không, so với bọn hắn, càng, càng chân thực hơn. Ventura mở miệng hỏi, thế nhưng mà bà ta là một kẻ phản giáo. Cô nờ lắc đầu, ra hiệu mình không hiểu cái khái niệm này. Alfred thì hiểu rõ, hắn nhìn về phía Ventura, hỏi, vậy chúng ta, xem như người phản giáo sao? Đương nhiên không tính. Ventura trả lời một cách đương nhiên, chúng ta trung thành với trật tự thật sự. Alfred nhún vai, vậy tại sao người khác không thể giống như chúng ta đây? Đều là đi dọc theo một hướng, chỉ có điều là lựa chọn con đường khác biết. Philomen nói, đó có nghĩa là bộ trưởng điều tra sẽ không chết à. Karen nhẹ gật đầu, anh cực kỳ tin tưởng phán đoán của cô nờ, mặc dù nó không có năng lực dùng ngôn ngữ để thuyết minh, nhưng sự mẫn cảm trên một số phương diện thường có thể nhận được tin tức chính xác nhất. Alfred nói, nếu như bộ trưởng điều tra của chúng ta thật sự là một tín đồ thành kính, như vậy thì vị phản giáo kia cũng sẽ không giết ngài ấy. Dừng một chút. Alfred lại bổ sung thêm. Nếu như ngài ấy đúng như vậy. ầm, uhm. Cơ thể Morindo ở chỗ vũng nước triệt để nổ tung. Bản thân Morindi thì mỉm cười nói. Tiếp theo, Karen hẳn là xuống đây để kiểm tra thi thể của ta. Neo thật sự là nhịn không được. Hỏi, thưa ngài, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngươi hỏi đi nếu như chúng ta có thể tự tin lợi dụng trận pháp giam cầm này để giết ngài vậy tại sao còn phải phái ta xuống đây để thăm dò chuyện này có gì xung đột sao không xung đột sao vì cái gì không phải kích hoạt trận pháp giam cầm để tiêu diệt ngài trước lại để cho ta xuống đây kiểm tra ngài đã chết hẳn hay chưa không phải ngươi nói ngươi không đi cùng karen sao bây giờ ngài lại tin à không phải thì sao morin đi nhìn xem nail hắn đã sớm biết chuyện ta có thể nắm giữ trận pháp giam cầm rồi sao đúng thế vậy mục đích hắn vận chuyển trận pháp này là để xác nhận ta có thật sự gặp chuyện bất trắc rồi hay không hiện tại phía trên hẳn là đã xác nhận ta xảy ra bất trắc cho nên bọn hắn sẽ không xuống đây bởi vì bọn hắn tin tưởng kinh nghiệm và thực lực của ta từ khía cạnh đó mà suy tính ra được thực lực của ngài không tin thì ngài xem đi bọn hắn là sẽ không xuống đây đoán chừng 10 năm sau sẽ đến để báo thù cho ta. Nhiều tâm tư nhĩ Là do ngài đơn thuần. Ngươi là đang dễu cợt ta. Morin đi hỏi. Nhưng mà bà ta cũng không tức giận, bởi vì trong quá khứ, đồng đội bao gồm đại tế tự, đều sẽ chê cười bà ta vì sao lại đơn thuần đến mức đáng yêu như thế. Thật lâu đã không bị người khác hình dung như vậy, lại chạm tới hồi ức. Thậm chí bởi vậy, đối với cái tên đang bị mình khống chế, thế mà sinh ra một chút ấn tượng tốt sắc ý cũng thấp xuống rất nhiều bởi vì xúc tu từ trái tim mình kéo dài vào trong cơ thể của đối phương đã đo lường tính toán ra được tuổi của hắn tuyệt đối không phải karen đây chỉ là cảm giác của ta xin ngài bỏ qua cho ta không có ý mạo phạm ngài ta thậm chí cảm thấy bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy trong lòng ngài hình như cũng không có quá nhiều oán khí cho dù ta có tức giận nguyền rủa vô số lần cũng không trù chết được đại tế tự. Wow, quan niệm của ngài đối với trật tự thần giáo, thế mà sâu đến mức độ này sao? Morin đi quyết định đợi thêm một chút, cho phía trên thời gian, nếu như bọn người Karen thật sự sẽ không xuống đây, như vậy mình, có lẽ cũng không cần phải giết tên trước mặt này, bởi vì hắn cực kỳ thông minh, cũng rất thú vị. Bà ta là thật lòng xem trật tự thần giáo, là đối tượng xứng đáng để mình dùng tự do và mạng sống để bảo vệ hận không thể che chở nó một ngọn cây cọng cỏ của nó nhưng mà Morindi lại nghĩ tới đoạn đối thoại trước lúc khởi động trận pháp giam cầm bà ta hỏi trước đó hình như người có lời còn chưa nói hết ngươi nói nếu như ngươi là ta ngươi sẽ như thế nào Neo lập tức nói đúng vậy nếu như ta là ngài ta tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào kết cục giống như ngài ta sẽ che giấu ý đồ thật sự của mình cho thật tốt leo đến vị trí cao tích lũy lực lượng không ngừng nhẫn nhịn nhẫn nhịn và nhẫn nhịn chờ đợi một cái thời cơ có thể phá vỡ trật tự thần giáo morin đi sửng sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ ngươi là đúng vậy ta cũng giống như ngài đều là người phản giáo trật tự con người trong khoảnh khắc sự an toàn của tính mạng bị đe dọa cố níu kéo một cọng rơm rạ còn sót lại ở bên cạnh mình là một loại bản năng neo chưa hề hy vọng xa vời rằng karen sẽ xuống đây để tiếp ứng hắn Hắn thậm chí lười đi suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Nếu Karen xuống đây, hắn sẽ chửi một câu đầu óc cậu có bệnh à. Nếu Karen không xuống, hắn cũng sẽ không có oán hận chút nào, hoàn toàn có thể hiểu được, cũng không phải là đang tự an ủi bản thân. Cái này cũng không phải là lúc mình bước lên trên sân khấu của đại hội biểu dương tòa nhà tổng bộ để lật bàn, cùng lắm thì mọi người cùng nhau bị cắt chức rồi bắt đầu lại từ đầu, còn lần này là phải bỏ mạng cho nên neo tất nhiên sẽ bắt lấy tất cả khả năng để tự cứu lấy mình chưa kể bộ trưởng điều tra khi đứng giữa tín đồ trung thành trật tự và tàn dư ánh sáng cũng đã có kinh nghiệm nhảy qua nhảy lại vô cùng phong phú chỉ có điều nào ai có thể nghĩ đến kẻ phản giáo bị giam cầm ở nơi này một đối tượng bị đoàn trưởng đang ra lệnh diệt khẩu bà ta lại có một loại lập trường méo mó để người ta khó có thể giải thích chỉ phản đối đại tế tự không phản đối trật tự thần giáo mà vì tin tức quan trọng thiếu thốn, nên kết quả tạo thành đó là, người biểu diễn càng tốt, người ở dưới khán đài nhìn ngươi sẽ càng cảm thấy buồn cười. Bây giờ Neo chính là đang gặp phải tình huống như vậy, khi hắn nói hết lời, trông thấy vẻ mặt của Morindi từ bình thường rồi bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn ý thức được có điều không đúng. Mẹ nó. Hôm nay đi ra ngoài không tìm chim bạc sư của mạch trí giả để xem bói một chút, nếu không thì chắc chắn đã có thể tính ra được hôm nay không nên đi xuống dưới hang. Neo lập tức bắt đầu bổ sung thêm, con người trong thời khắc nguy cấp vì mạng sống, chuyện cùng điên gì đều có thể nói ra ngoài miệng, chắc hẳn ngài cũng có thể hiểu được điều này phải không? Morindi đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, rất bình tĩnh mà trả lời, ngươi đã nói rằng ta ngây thơ, cho nên ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Phương thức lựa chọn mang tính chất tin tưởng này của ngài, thật sự để cho người khác vô cùng đau đầu. Có lẽ vậy. Bàn tay của Morindi hạ xuống phía dưới, những xúc tu từ trong quả tim kia vốn đã giam cầm neo càng bắt đầu điên cuồng xé rách cơ thể của neo khi ngươi nói ra câu nói này ngươi phải chết cho dù là ngươi vì mạng sống của mình bởi vì sự trung thành với trật tự không cho phép kẻ khác khinh nhờn a a a neo phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ thể của hắn đầu điên cuồng co rút sau đó neo bỗng nhiên ngẩng đầu bên trong hai con ngươi giống như là cháy lên hai ngọn lửa ở phía sau hắn hình chiếu của giáo hoàng điên hiện ra, đang tiến hành dãy dụa điên cuồng. Sau một khắc, sức mạnh ánh sáng chạy dọc theo cơ thể của Neo rồi xuyên thấu qua xúc tu, trực tiếp chạy ngược vào trong quả tim to lớn kia. Neo trầm giọng nói. Thần nói, phải có ánh sáng. Sức mạnh ánh sáng là khắc tinh của tất cả sức mạnh thuộc tính tiêu cực, bên trong quả tim ở phía dưới này chứa đựng khí tức vong linh vô cùng khổng lồ, mà hành động lúc này của Neo thì giống như ném một mồi lửa nhỏ vào trong cái hầm đã tích đầy khí mê, tan. Rầm. Morin đi trợn to mắt, bà ta không nghĩ tới cái tên trước mặt này lại thật sự là tàn dư ánh sáng, bà ta càng không ngờ tới, cái người này lại chuẩn bị bố trí sẵn đến bước này. Hắn chủ động đánh lén, lại chủ động để cho mình bắt lấy, đánh mất đi toàn bộ quyền chủ động, chỉ vì có thể tiếp xúc gần với vị trí trung tâm của mình vụ nổ kinh khủng phát sinh sóng xung kích càng quét toàn bộ không gian bên trong hang động đá vôi cơ thể của neo giống như là một quả bóng da khô quắt bị đập mạnh về một phía sau khi vụ nổ thổi bay ra rồi tiếp đó là sóng xung kích tiếp tục tác động liên tục va chạm cuối cùng neo đụng vào trên một cái cột đá cơ thể từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất thần bào trên người sớm đã hoàn toàn nát bấy làn da ngay lập tức tróc hết một nửa xương trắng thì càng lộ ra ngoài một mảng lớn trong hai mắt chỉ có một con mắt còn có thể mở ra các bộ phận khác trên cơ thể đã hoàn toàn không cách nào động đậy vết thương lần này có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần bị thương trước đây mặc dù neo có được huyết thống dị ma khát máu bây giờ đến lúc tắt thở thật sự chỉ thiếu một chút xíu nữa bây giờ chỉ còn gượng ép giữ lại một hơi cuối cùng nói không chừng lúc này một đứa bé con chạy tới nhẹ nhàng đạp hắn một cái một hơi kia cũng tắt luôn vốn dĩ hình thù không gian bên trong hang động đá vôi rất bất quy tắc lúc này thì giống như được dùng đao kiếm cắt gọt lại một lần vô cùng bóng loáng chết rồi sao neo suy nghĩ trong lòng nếu như bà ta chết rồi nói không chừng bản thân mình còn có chút cơ hội vụ nổ dữ dội đến như vậy karen ở trên chắc chắn sẽ xuống đây với giao tình giữa mình và karen hắn có thể hiểu được việc karen không xuống cứu hắn nhưng hắn không thể nào tiếp nhận được việc karen nói đi là đi nói thế nào thì cũng phải ở lại thêm một lúc sau đó còn đốt một chút vàng mã cho mình để giảm bớt cảm giác tội lỗi chứ rồi dựa vào sức mạnh linh tính tích lũy đáng sợ của tên kia gắn gượng giữ mạng của mình rồi quay về chủ thành tìm bác sĩ chuyên môn của giáo hội để trị liệu như vậy thì mình có lẽ còn có hy vọng sống sót mặc dù huyết thống dị ma khát máu bởi vậy sẽ bị giáng cấp vô cùng nghiêm trọng nhưng chỉ cần vẫn còn mạng thì còn có thể tiếp tục chơi nhưng rất nhanh tiếng tim đập, đánh nát ảo tưởng của Neo. Nếu như bây giờ hắn có thể nói chuyện, có thể hành động, có lẽ hai tay sẽ ôm đầu, phát ra một tiếng la lên phiền não. Mà bây giờ, động tác duy nhất mà hắn có thể làm, đó là nhắm mắt lại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không nở nhắm mắt, bởi vì rất có thể mười mấy giây sau chính là khoảng thời gian cuối cùng mà mình có thể nhìn thấy thế giới này. Nhưng mà sau đó, có lẽ sẽ thoải mái hơn lần này có thể yên tâm thoải mái đi gặp irina không cần lo lắng cô ấy sẽ trách mình không cố gắng sống sót em yêu em nhìn đi cách chết này của ta cũng không có vấn đề gì nhỉ ta đã cố hết sức muốn tiếp tục sống nhưng thật sự là đã hết cơ hội em cũng không thể lại trách ta không quý trọng cuộc sống nữa bụi mù dần dần tán đi lộ ra bộ dáng của quả tim kia chỉ có điều quả tim thể tích khổng lồ từ trên xuống dưới đỏ tươi kia lúc này đã trở nên khô quắt và xám đậm lại khi bên trong quả tim nhúc nhích một lượng lớn nước mũ tràn ra cơ thể morindy chui ra từ bên trong nhưng mà trong mắt của bà ta không có hận thù ngược lại là một vẻ mỏi mệt bà ta vốn là muốn giết một người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chết nhưng trước khi chết gặp phải lần này bà ta cảm thấy có chút mệt lòng bọn hắn năm đó nói rất đúng ta rất ngây thơ sau khi tổng kết một câu này Morindi không lại nói lời nào khác, trên thực tế, chính là vì lúc Morindi nói nhiều lời khi nãy, cho Neo đủ cơ hội để bố trí. Bà ta giơ tay lên, chỉ về phía Neo, một tia chớp màu đen bay ra từ đầu ngón tay, vọt về phía Neo. Neo không có nhắm mắt, mở mắt chào đón cái chết đến đối với hắn Bà nói cũng không tính là biểu hiện dũng cảm gì. Xoẹt! Một thanh đại kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản tia sét màu đen này lại. Lập tức! Neo trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Cửa vào của hang đá vôi cách nơi chỗ này một khoảng khá dài, điều này có nghĩa rằng không phải cái tên này nghe được tiếng nổ rồi mới xuống, vậy chắc chắn sẽ không kịp, trước lúc vụ nổ xảy ra hắn đã xuống đây rồi. Mái tóc mềm màu vàng, thần bào trật tự phản phiêu, dáng người cũng không cao lớn, nhưng một cái bóng lưng cũng có thể làm cho người ta cảm thấy được vẻ thẳng tắc rõ ràng, giống như là một tảng đá ngầm đã bị nước biển rèn dũa không biết bao nhiêu năm tháng neo nháy một con mắt còn mở của mình một cái dùng cái này để diễn tả sự phản cảm của mình đối với loại phương thức ra sân này của karen quả thực buồn nôn ghê tởm khuôn mẫu cũ karen đặt thanh kiếm diaman nằm ngang trước người không quay đầu nhìn về phía neo mở miệng nói lúc đầu nghĩ xuống đây để nhặt xác cho ngài không nghĩ tới ngài còn lại một hơi neo ngồi ở đằng sau cảm giác câu nói này nghe có chút quen tai giống như trước đó không lâu vừa có người mượn dùng miệng của mình để nói ra karen tiếp tục nói thật không nghĩ đến việc cố ý đợi đến lúc này rồi mới xuất hiện hoàn toàn là may mắn nên đến kịp lúc có chút hối hận sớm biết như vậy thì ta nên cố ý sớm một bước hoặc là trễ một bước cũng không phải biểu diễn kịch trên sân khấu nhất định phải cố để ý đến thời gian cứu ngài kiểu này thật đúng là rất buồn nôn sao ngài không chết sớm một chút như vậy thì ta cũng có thể giảm bớt một chút cảm giác không hài hòa trong lòng của neo phẫn nộ gào thét đáng tiếc hắn bây giờ không có cách nào nói chuyện chỉ có thể dùng sức mà chết mắt. Được rồi, để dành một hơi cuối cùng này đi, đừng thật sự tắt thở triệt để, không quý trọng cơ hội còn sống thì tiểu thư Irina sẽ trách ngài. Neo. Nếu như bây giờ Neo có năng lực hành động nhất định, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu chỉ vào Karen mà nói với Morindi, nhìn xem, nhìn xem, hắn có nên chết hay không, hắn có đáng hận hay không. Lập tức, Karen nhìn về Morindi phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống trên người Morindi đang có nước mũ không ngừng chảy xuống, nhưng ánh mắt yên tĩnh như cũ mà hỏi thăm. Karen, đúng vậy, là ta. Ngươi phải chết. Karen nhẹ gật đầu, đáp lại nói, theo lệnh, thanh trừ người phản giáo trật tự. Nói xong, Karen cúi người, làm xong tư thế phòng ngự. đã xuống tới đây, vậy theo Karen tính cách, lúc còn có phương thức khác để lựa chọn, anh sẽ giống như neo cố gắng thử một lần nhưng trong hình thức đối thoại giống như trêu chọc lúc trước với neo neo chớp mắt đáp lại thật ra đã đưa ra lời nhắc nhở một không cần sợ hai đối phương đã bị trọng thương có thể đánh sau khi đã ăn ý đến một mức độ nhất định một ánh mắt sẽ có thể truyền ra rất nhiều tin tức hiệu suất cao hơn so với tiếng gâu gâu và meo meo ánh mắt của morin đi nhìn khắp bốn phía hỏi còn có người ẩn nút trong bóng tối nhỉ karen trả lời ngài có thể đoán thử xem. Neo ở phía sau nhắm nghiền hai mắt. Đây là nói cho Karen, đối phương không phải thử thăm dò và triêu cực. Neo đã từng tiếp xúc với bà ta, trong tính cách của vị đại pháp sư vong linh này, có thể được gọi là đơn thuần. Trong đội ngũ trước đây, bà ta hẳn là thuộc về loại được bảo vệ rất tốt, cái này cũng cực kỳ phù hợp với vị trí của một pháp sư vong linh trong đội hình. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ có người ngây thơ tới mức độ nhất định, đổi lại là những người khác sau khi phát hiện ý đồ thật sự của đại tế tự, có lẽ sẽ đem bí mật này chôn sâu trong đáy lòng. Chỉ có bà ta, lựa chọn một mình đi vào trong văn phòng của đại tế tự, chỉ vào cái mũi của hắn để thể hiện sự phản đối. Morindi không quan tâm chút nào, nói, giết ngươi, ta cũng có thể chết rồi, ta hứa, bọn hắn không tấn công ta, ta sẽ không tấn bọn hắn. Karen lắc đầu, hồi đáp, cái này chỉ sợ là không thực tế, bọn họ tình nguyện chết vì ta. Ha ha. Morindi cười, lúc bà ta nở nụ cười, trên mặt có nước mũ không ngừng chảy vào miệng của bà ta, cảnh tượng này để người khác cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng trên thực tế, Morindi ngay từ đầu tương đối sạch sẽ, có lẽ mới là dị loại của hệ vong linh, trong tình huống bình thường, những sinh vật hệ vong linh đều có loại đặc thù này. Tình nguyện chết vì ngươi. Morindi lặp lại câu nói này, từ từ nói. Rất giống hắn. Mà ta cũng đã từng tình nguyện chết vì hắn. Nói xong, bên trong trái tim khô quắc phía dưới Morindi, nhanh chóng tuôn ra một dòng nước mũ tanh hôi, giống như là có thứ gì đó sắp xuất hiện từ bên trong. Trong vụ nổ dữ dội lúc nãy, mặc dù bà ta còn sống, nhưng một đám vật vong linh được triệu hồi như vết đần đều bị xóa đi, bây giờ bà ta chỉ có thể lựa chọn dùng cái khác. Bẹp giống như là gà mái đẻ ra một cái trứng sền sệt, rơi xuống đất là bể, sau đó bên trong có một người đàn ông trượt ra, cái người đàn ông này có khuôn mặt ngay ngắn, lông mày cực kỳ thô, đường cong gương mặt rõ ràng, là đoàn trưởng Đan. Hắn đứng lên, hai tay nắm quyền, trong chốc lát, toàn bộ nước mũ trên người rơi ra. Nhưng nếu như quan sát tinh tế mà nói, có thể phát hiện móng tay và chỗ vành tai, vẫn có nước mũ đang không ngừng bài tiết, trong ánh mắt cũng hơi có vẻ đục ngầu. Tất nhiên, trạng thái bản thân của Đại Pháp Sư Vong Linh Triệu hồi ra hắn lúc này vô cùng kém. Mà cái này, đều là công lao của Neo. Hắn dùng phương thức tự sát để tấn công, làm suy yếu vị đối thủ vốn vô cùng mạnh mẽ này. Không nói những thứ khác, chỉ là quả tim to lớn kia. Thật ra chính là để chứa đựng khí tức vong linh mà Morindi bị giam giữ trong những năm này, khác biệt với phương thức Karen dựa vào sự đặc thù của bản thân để tích trữ sức mạnh linh tính, bà ta thì đặt nguồn tích trữ này ở bên ngoài có thể giải thích như bà ta mang theo bên mình một cái bình ga. Có sự ủng hộ của nó, Đại Pháp Sư Vong Linh sẽ có thể không ngừng sử dụng thuật pháp triệu hồi, triệu hồi ra từng sinh vật vong linh mạnh mẽ để giúp bà ta chiến đấu. Hô! Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Rất thú vị. Neo mở mắt ra, ánh mắt ngưng lại. Karen lập tức thu hồi sự kinh thường, trở nên nghiêm túc. Neo mới vừa giao đấu với vết đần rất rõ ràng, người trong đội ngũ lập nghiệp năm xưa kia, rốt cuộc là ưu tú giường nào. Gần như mỗi một người trong đội, đều là những người không thể nào kinh thường. Nhưng mà, ngay lúc hai bên sẽ phải lúc giao chiến, một cái bóng người nho nhỏ chạy vào, là cô N. Nó không có chạy ra giữa hai người, nhìn xem Morin rồi lại nhìn Karen, không có băng khoăn, không có do dự, càng không hề khóc lóc hay bi thương, trực tiếp chạy đến sau lưng Karen. Nhảy một chút, nhảy tới trên lưng Karen, hai tay vây quanh cổ Karen. Vụ nổ lớn khi nãy, dẫn đến hang động đá vôi đã bị quét dọn sạch sẽ, Morindi không chỉ bị trọng thương, mà đã mất đi cảm giác đối với khu vực phía ngoài, cho nên sau khi cô nờ xuất hiện, mới biết được nó thế mà cũng tới đây. Nhìn xem cốt lông do mình tạo ra, trên mặt của bà ta lúc này lộ ra nụ cười ấm áp. Dù là cốt lông chủ động nhảy tới trên lưng Karen, trong ánh mắt Morindi cũng không có chút phẫn nộ và không cam lòng nào bà ta chỉ đơn giản là vui mừng khi nhìn thấy cốt long. Ta có lỗi với ngươi, thật ra ta cực kỳ hối hận một chuyện, đó chính là không lâu sau khi ngươi được sinh ra, ta sẽ đồng ý để hắn ôm ngươi đi, bởi vì với tình huống lúc đó, ngươi ở lại chỗ của ta sẽ có kết cục không tốt. Đương nhiên, ta không phải muốn biện mình cái gì cho mình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, gặp lại ngươi lần nữa, ta rất vui mừng. Mẹ! Cô nờ cũng hô kêu một tiếng, không mang theo bao nhiêu tình cảm, Ý nghĩa đơn giản cũng chỉ là biết bà là người đã tạo ra ta nên gọi bà một tiếng mẹ, sau đó cũng không còn gì nữa. Cốt Long cũng không có quan niệm gia đình và tình thương của mẹ, nó không phải do Morindi mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra, mà là bị sáng tạo ra, cho nên quan hệ giữa nó và Morindi cực kỳ đơn giản. Dùng phương thức của thế tục để hình dung, đó là người không có khả năng khao khát mỗi một cái radio đều tình mẫu tử đối với công ty chế tạo ra nó nhưng mà karen vẫn còn có chút ngoài ý muốn đối với việc cô nờ chủ động xuất hiện anh không mang cô nờ theo xuống đây mà là để nó lại ở ngoài hang động ở lại bên ngoài cùng với cô nờ còn có bọn người alfred nhưng karen rất rõ ràng mệnh lệnh của mình chắc chắn sẽ mất đi hiệu lực sau khi mình xuống dưới đây sự thật cũng đúng là như thế sau khi mình xuống đây nhóm người alfred cũng lập tức cùng theo xuống nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là cô nờ thế mà cũng giống như vậy nó cũng không có gì do dự nghĩa rằng nó biết cụ thể mình sẽ làm gì khi đi xuống đây trên phương diện đối xử với người nhà karen luôn luôn rất hiền hậu anh sẽ ép buộc cô n lựa chọn giữa mình và mẹ cho dù anh nắm giữ khế ước chủ tớ nhưng mà nếu như là cô n lựa chọn mình vậy karen cũng sẽ không cần ra vẻ bắt đầu đi karen mở miệng nói mười ngón tay của cô n chỉ về phía cổ karen Cảm giác được cổ mình lành lạnh Karen lập tức nhắc nhở. "Đổi chỗ." Cô Nờ không đáp lại, nhưng nó lựa chọn hé miệng, cắn vào bả vai trái của Karen. Phốt. Răng của cô bé vô cùng sắc bén, khẽ cắn là vào thịt. Karen cắn răng, anh cũng không cảm thấy đau, dù gì thì giới hạn chịu đau đối với anh cũng đã cao vô cùng, chẳng qua là anh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Rất nhanh, cơ thể Cô Nờ bắt đầu biến mất, mà trên người Karen thì ngưng tụ ra áo giáp long thần so sánh với lần dung hợp thứ nhất lần này có vẻ rất có trật tự đường cong áo giáp có cảm giác đẹp hơn không còn chỉ đơn giản là mang tác dụng phòng ngự karen vô thức cho rằng đây là bởi vì vết thương của cô n bây giờ đã khôi phục như cũ trên thực tế có một con mèo đen vì vấn đề hình tượng của karen nhà mình mà có thể nói là tốn hết tâm tư mèo đen cố ý mang cho cốt long xem sách tranh về áo giáp phát họa lúc cốt long còn chưa nói chuyện đã bị cưỡng ép học tập về hình dạng của áo giáp Thậm chí, so sánh bên trái bả vai Karen với bên phải thì có vẻ mất cân đối Có sự khác nhau rõ ràng, có một chút không đối xứng Đó là vị trí mà Pan giữ lại trước Ánh mắt Morindi ngưng lại Bà ta rốt cuộc hiểu ra vì sao bộ xương kia lại thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này như thế Mặc dù mới gặp mặt, nhưng sự thật đã bày ra trước mặt bà ta Bà ta thế nhưng rất rõ ràng mình đã thêm gì vào trong người con cốt lông này vẫn có thể bị hắn thu phục. Cái này không khỏi để Morindi liên tưởng đến hình ảnh nót tân lần nữa. Morindi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong lòng, cưỡng ép để cho mình tập trung sức chú ý đến chuyện kế tiếp, bà ta mở miệng nói. Ta vốn đã dùng đá ở chỗ này để khắc cho ngươi một cái quan tài sẵn, nhưng cực kỳ đáng tiếc, nó vừa bị phá hủy trong vụ nổ, cho nên, ta cần nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Cái này giống như là lời dọa nát trước lúc chiến đấu, karen nghe được câu này đáp lại một cách lễ phép không sao nếu như ngài cần mà nói trong nhà của ta có rất nhiều quan tài còn trống karen nói câu này chỉ là đáp lại một cách khách khí không mang theo ý gì khác người ta nói muốn chuẩn bị cho mình một cái quan tài mình đáp lời có thể chừa lại một cái khác cho đối phương chỉ có điều lúc nói câu này ra một người hầu nam vốn đang giấu ở trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay mở mắt ra đấng vĩ đại đã đưa ra lời mời cho ngươi Việc tiếp theo mà ngươi phải làm, đó chính là lấy tư thế thành kính để lắng nghe lời chỉ dẫn của vận mệnh. Alfred lập tức lại bắt đầu đếm kỹ trong lòng, 3 trên 12. Nếu như lần này có thể thành công nhận lấy vị này mà nói, đó chính là 4 trên 12, từng từ 1 từ phần 4 biến thành 1 phần 3. Cho tới nay, đến bao giờ 12 cái quan tài của thiếu gia có thể lấp đầy vẫn mãi là một tâm bệnh trong lòng Alfred, đến mức có một khoảng thời gian, hắn nhìn thấy người hơi phù hợp tiêu chuẩn, đã bắt đầu mong ước đối phương nhanh chết rồi nằm vào trong quan tài cho thoải mái. Chỉ có điều cùng với thực lực của thiếu gia được tăng lên, cánh cửa nằm vào trong quan tài, tất nhiên cũng theo đó mà tăng lên, phạm vi càng lựa chọn tài liệu ngày càng bị giảm bớt. Đáng tiếc là bây giờ Neo còn sót một hơi, nếu như hắn chết, ngược lại là cũng có thể bổ sung thêm một chỗ trống. Mặc dù Neo có vẻ đã từng nói với thiếu gia nhà mình, nếu như sau khi hắn chết mà thiếu gia nhà mình dám can đảm thức tỉnh hắn, chuyện thứ nhất mà hắn làm sau khi tỉnh lại đó là tự sát. Nhưng đây đối với Alfred mà nói không tính là uy hiếp gì, cùng lắm thì sau khi tỉnh dậy thì trực tiếp phong ấn hắn là được, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến lúc cần đến hắn, lại mở phong ấn của hắn ra. Alfred cũng không tin tưởng khi Neo thức tỉnh phát hiện thiếu gia nhà mình đang gặp nguy hiểm hoặc là cần hắn, sẽ còn tùy hứng nhắm mắt lại tiếp tục hoàn thành lời hứa tự sát của mình, nên hỗ trợ vẫn là sẽ hỗ trợ, điểm này không cần nghi ngờ. Giống như lúc trước ở phía trên, sau khi thiếu gia nói ra câu bán thôi, những người khác đi theo phụ họa, chỉ có hắn ngậm miệng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết rõ, thiếu gia là sẽ không bỏ rơi bộ trưởng điều tra, đó là bạn bè, một cái bạn bè thật sự có thể thỏa mãn tiêu chuẩn ý nghĩa của bạn bè. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Alfred nhắm mắt lại một lần nữa, thông qua cầu nối tinh thần mà truyền tin tức cho những người khác. Tiếp theo, Bên phía của thiếu gia là chiến trường chính, phía bên mình thì cần nên nắm chắc thời cơ tham gia cuộc chiến. Nhờ vào trận nổ lớn kia, phá hư tất cả bố trí ở nơi này, khiến cho vị đại pháp sư vong linh kinh vốn đang chiến đấu trong sân nhà của mình, trở nên mù mất một mắt trong nhà của mình. Khóe miệng Alfred bỗng nhiên nhịn không được mà lộ ra một nụ cười mỉm, bởi vì hắn lại nghĩ tới một chuyện, nếu như nói kết cục của vị đại pháp sư vong linh này đã được định đoạt, như vậy cuộc chiến đấu kế tiếp xem như xét duyệt để nhận chức sao? cái này cần phải đối đãi một cách nghiêm túc quan hệ và đãi ngộ sau này người có tín ngưỡng kiên định vĩnh viễn có thể duy trì một tâm thế tích cực và lạc quan nhưng tâm tình bây giờ của karen cũng không có tốt đẹp giống như alfred như vậy bởi vì đoàn trưởng đang trước mắt mở bàn tay ra hạ xuống dưới lúc này đất đá dưới chân bắt đầu hòa tan rồi kéo lên một thanh kiếm dung nham được tạo ra càng nhiều dung nham bắt đầu tràn ra trên làn da của hắn một làn khói đen đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn bên trong khói đen xuất hiện một người phụ nữ khoác áo giáp màu đen không nhìn thấy khuôn mặt có một mái tóc rất tung bay hai cánh tay của cô ta ôm lấy đoàn trưởng đang từ phía sau phủ lên trên người đoàn trưởng một lớp xương sau đó đoàn trưởng hành động tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh không có lại cảm giác như gió cuốn qua thậm chí trước khi hắn đi từ vị trí của mình đến trước mặt karen Karen đều có thể ở trong lòng cân nhắc mấy phương thức để đối phó. Cuối cùng, Karen vẫn là không có lựa chọn va chạm cứng chọi cứng với đối phương, mặc dù anh rất muốn cảm nhận hiệu quả phòng ngự chân thực của áo giáp Long Thần, nhưng cái này cũng không phải là lý do để mình đứng tại chỗ mà liều mạng với một chiến sĩ truyền thống. Nhưng mà, Karen vừa lui lại thì đã phát hiện lựa chọn của mình sai. Cùng với thanh kiếm dung nham được vung tới, thanh kiếm này mặc dù không có chém trúng Karen, nhưng sau khi mũi kiếm vung xuống karen lập tức cảm giác được không khí phía sau mình giống như trong nháy mắt đã bị hút đi một nguồn khí nén đáng sợ đang đè ép hành động của mình đoàn trưởng tiếp tục hướng về trước vung kiếm chém karen vẫn không chặt trúng nhưng sau khi nhát kiếm thứ hai này chém xuống karen cảm giác được cảm giác đè nén kia trở nên mãnh liệt hơn trong vô hình cứ như có một đôi tay đang đẩy mình đến gần đoàn trưởng đây thật là một phương thức chiến đấu không thể tưởng tượng ở trước mặt nó những đối thủ có tốc độ và thân pháp nhanh kia tương đương với bị bẻ gãy cánh chim nhỏ. Karen muốn thoát khỏi loại trạng thái bị đè nén này, nhưng đoàn trưởng bắt đầu vung kiếm càng nhanh, mặc dù vẫn không chém trúng nhát nào, nhưng Karen giống như là bị ném vào trong một cái bình bịp kín, sau đó nơi này còn đang không ngừng hút không khí ra bên ngoài. Cánh thiên mị mọc ra, bắt đầu trợ giúp Karen tiếp tục chống cự loại áp lực này, cùng lúc đó, trước người Karen xuất hiện một khối Rubik, khi nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Karen bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự. Rốt cục, sau khi lần lượt vung chém, thiên mị cũng không chịu nổi, Karen không thể không chủ động lao về trước, tay phải vung thanh kiếm Diamant lên cùng liều mạng với đoàn trưởng. Ken Đại kiếm của hai bên va vào nhau, tia lửa tung tóe. Một nhát kiếm này, Karen ngay từ đầu là đỡ lại được, anh tự nhận xem như sức mạnh miễn cưỡng ngang nhau, nhưng sau đợt đấu lực thứ nhất, bên phía Karen chuẩn bị đổi lực, mà bên đoàn trưởng thì truyền lại sức mạnh tăng cường gấp đôi lần thứ nhất. Ngay sau đó, là bốn lần, cuối cùng là tám lần. Sức mạnh nhanh chóng chồng lên nhau, giống như là sóng biển đập, sóng trước còn không tan, sóng sau đã tiếp sức, tạo thành một sự tăng cường đáng sợ. Thanh kiếm diaman lập tức bị ép xuống, mũi kiếm cắm ở trên bả vai Karen, áo giáp long thần ngăn cản nó lại, nhưng khi lực chém tác động lên trên người Karen, Karen không thể không quỳ một chân xuống. Đoàn trưởng cầm đại kiếm trong tay tiếp tục dùng lực, hai thanh đại kiếm giao nhau ở nơi bả vai của Karen ép Karen chịu áp lực vô cùng lớn. Điều đáng được ăn mừng chính là áo giáp long thần thành công bảo vệ cơ thể Karen, nếu đổi lại là áo giáp hải thần, bây giờ có lẽ đã tan vỡ, dù sao thì áo giáp hải thần thuộc về phạm trù thuật pháp, không phải vật thật. Cho dù có sức phòng ngự mạnh, Karen vẫn như cũ không thể từ bỏ việc ngăn cản, nếu không cho dù mình mặc một cái hộp sắt cũng sẽ bị đối phương dùng phương thức khác để đùa chết. Đột nhiên, đoàn trưởng thu kiếm lại, dơ lên, chặt xuống về phía Karen một lần nữa. Phương thức tấn công này lựa chọn bỏ qua tất cả phòng ngự của bản thân. Nếu như Karen muốn, vậy thì có thể liều mạng thừa cơ hội để đối phương chém ngang lưng mình để đổi mạng. Sau đó mình cũng sẽ bị chặt thành hai nữa. Mọi người cùng nhau chặt đối phương làm đôi. Nhưng vấn đề đó là đối phương là vật triệu hồi vong linh, chả khác con rối là mấy. Đầu óc của Karen bị nước vào mới có thể lựa chọn cùng đổi mạng với một con rối. Dưới sự bất đắc dĩ. Karen chỉ có thể dựng thanh kiếm bia lên để đỡ đòn. Ken. Hai thanh đại kiếm lại va chạm vào nhau một lần nữa. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngay từ đầu là cân bằng, lập tức phía đối diện bắt đầu tăng lực gấp đôi. Thanh kiếm bia lại bị áp chế, tỳ lên trên ngực của Karen, mượn nhờ sức phòng ngự mạnh mẽ của áo giáp long thần, Karen xem một phần áp lực truyền lên áo giáp, để áo giáp giúp mình tiếp nhận tổn thương. Lần này, Karen để ý đến vị trí trên người đoàn trường đang được phủ bởi dung nham kia, bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, mà từ dưới chân đoàn trưởng, không ngừng có dung nham tiến hành bổ sung thêm. Nếu như có thể dùng sức mạnh gấp 8 lần cho nhát chém đầu tiên, vậy thì chắc chắn sẽ không để nó ở sau cùng, trực tiếp chém một nhát không thoải mái hơn sao. Nhưng sự thật chính là, sức mạnh ngay từ đầu, vốn là cực hạn mà cơ thể được triệu hồi này có thể sử dụng, còn phần sức mạnh tăng cường phía sau thì là do hắn dùng cơ thể của mình làm môi giới, mượn thêm sức mạnh từ hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang dùng cơ thể của mình như một cái đòn bẫy. So sánh như vậy, Karen cảm thấy phương pháp chỉ sử dụng áo giáp đơn giản như áo giáp của mình, có vẻ hơi quá cấp thấp. Chiến đấu, đúng là phương thức nhanh nhất để tăng cường thực lực bản thân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể còn sống. Đoàn trưởng thu kiếm lại lần nữa, sau khi thông thả một hồi, Bắp thịt toàn thân Karen cảm giác vô cùng rã rời. Giao đấu đơn giản, đấu kiếm đơn giản, nhưng Karen cũng đã bị áp chế thê thảm. Khi nhát kiếm thứ ba chém xuống, Karen lại không thể không giơ thanh kiếm Diamond lên để cản lại. Cũng giống như lần trước, lực được tăng cường thêm một bậc, Karen cảm thấy, cái nhát chém thứ ba này đã là cực hạn có thể đỡ của mình, nếu chịu thêm một kiếm thì cơ bắp toàn thân mình đều sẽ có nguy cơ bị rách ra mặc dù đến bây giờ còn không đổ một giọt máu nào, nhưng áp lực đều bị cơ thể mình chịu đựng không thừa một chút nào. Nhưng khi hiệu quả tăng cường của nhát chém thứ ba này đạt cực hạn, khối Rubik sau lưng Karen cũng ngừng chuyển động. Bố trí xong trận pháp. Dưới chân hai bên xuất hiện một vần sáng màu đen, phòng ngự trận pháp mở ra. Karen mở miệng nói, ngăn cách. Trận pháp bố trí tức thời không sử dụng vật liệu bình thường sẽ có hiệu quả không quá tốt, hiệu lực trước hết không nhắc đến, khả năng kéo dài cũng giảm bớt đi nhiều mà còn đang trong trạng thái chịu áp lực nhưng karen muốn chính là khoảnh khắc ngắn ngủi này trận pháp có hiệu quả cùng kéo karen và đoàn trưởng vào một hoàn cảnh ngăn cách với bên ngoài đoàn trưởng đang trong lúc mượn lực mạnh nhất lập tức đã mất đi điểm dựa vốn cơ thể chỉ mang tác dụng làm môi giới vào lúc này không thể không gánh chịu tất cả tải trọng ầm um, ầm um, ầm um, ầm um tiếng phá hủy liên tục vang lên trên người đoàn trưởng xuất hiện từng cái lỗ nhỏ chất lỏng màu vàng tương đương với máu tươi bắt đầu bắn ra tung tóe bản thân hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau đây chính là tính hạn chế của sinh vật vong linh đại pháp sư vong linh vẫn là người nắm quyền điều khiển có thể hiểu đơn giản rằng những sinh vật vong linh do đồng đội của bà ta hỗ trợ chế tạo có năng lực đặc biệt của bọn họ gì chẳng khác gì là combo chiêu được lập trình sẵn Morindi có thể điều khiển bọn chúng sử dụng ra năng lực và chiêu thức, nhưng bà ta rốt cuộc chỉ là một pháp sư, không phải chiến sĩ, năng lực căn cứ tình thế để tiến hành điều khiển cải biến tinh vi cũng không cao, cho nên sẽ điều khiển vô cùng cứng nhắc. Nếu như là bản thân đoàn trưởng mà nói, có lẽ ngay khi Karen bắt đầu bố trí trận pháp, hắn đã cẩn thận để ý, mà hắn cũng sẽ không thấy một chiêu thức có hiệu quả mà thật sự không não sử dụng nó ba lần, trừ phi thực lực trên lệch cách xa quá mức. Morindi không ý thức được sâu đến như vậy, cho nên từ góc nhìn bên ngoài, đoàn trưởng dùng phương thức cực kỳ dũng mãnh để liên tiếp chặt Karen ba nhát. Karen rất là chật vật tiếp ba kiếm, sau đó, cơ thể của đoàn trưởng tan vỡ. Karen đứng người lên, vung thanh kiếm diamant lên để thuận tay cắt rời cơ thể đã bị hư hại này. Nhưng đoàn trưởng lại vứt bỏ thanh kiếm dung nham trong tay, mặc cho Karen vung kiếm chặt cơ thể làm đôi, nửa người trên vẫn rơi xuống như cũ, hai tay nhô ra, dùng một loại phương thức giống như nhu thuật để ôm lấy Karen. Karen ý thức được mình phạm phải sai lầm giống như Morindi, Morindi không biết phương thức chiến đấu của chiến sĩ, nhưng mình cũng không hiểu phương thức mà đại pháp sư vong linh hoán đổi sử dụng sinh vật triệu hồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.